Xin chào anh em, hiện tại là mình đang ở sân HC. Chiều nay tại sân này mình sẽ có một trận banh 5 người cùng với mấy anh em hội nhà báo. Và mình vừa được tặng một đôi giày của Chogabola Việt Nam, một sản phẩm của Động Lực. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp đôi giày này và mang thi đấu thử xem đôi giày này nó như thế nào nha. Rồi thì giờ kiếm chỗ mở hộp cái đó. Giờ mở hộp đôi giày ra nha. Một đôi giày màu xanh bích rất đẹp, còn cả tem. Thì đôi giày có tên là Nhân Tố Bí Ẩn, với thông điệp là trở lại sân cỏ. Hết dịch rồi phải trở lại sân cỏ thôi, đúng không nào? Thì mình thấy ở đây là có một cái lớp phủ bạc trên phần upper. Thì cái phủ bạc này là để giúp cho đôi giày luôn mới. Đây có cổ thun nữa. Lưỡi gà cũng khá mỏng. Mình nghĩ là những cái đôi lưỡi gà mỏng như thế này thì suit rất là tốt. Mình thì thích mang giày có lưỡi gà, có dây nữa để xỏ ra xỏ vào cho dễ. Để TF mang đá cỏ nhân tạo rất là tốt. Có cả thẻ bảo hành. Đó, thì mẫu thiết kế này thì còn có cả màu xanh dương và màu đen nữa. Để TF nó còn có cả những cái đôi dành cho sân cỏ tự nhiên. Anh em có thể xem mua những đôi như thế này ở dưới phần description. Mình có để link website, anh em có thể vào mua để sử dụng. Thì form dáng của đôi này cũng nhìn có vẻ cũng khá là mềm, mình bóp vào khá là mềm nè, uống cũng được nè. Thì những cái đôi như thế này mang vào chân chắc chắn là sẽ thấy nó êm sẵn luôn, khỏi cần mất thời gian cho cái đôi giày nó giãn nở gì cả. Rồi giờ sẽ mang vào chân để đá trận banh ngày hôm nay nha. Rồi mặc áo nhà báo rồi nha anh em, giày rồi nha, khá là êm ấy. Rồi giờ thì đá thôi, đợi bạn bên kia kìa. Rồi mình áo vàng nha. Rồi chờ xem, hay nhớ like nha. Vâng, một buổi chiều những ngày đầu của mùa hè, trận đấu bắt đầu. Mặt sân khá trơn. Ê, banh à. Kỹ thuật. Vẫn là thi. Nhà bóng rồi. Sút không vào. Không phải đâu, bạn đã kịp thời theo về. Vẫn là thi. Quang ơi. Không phải đâu, bạn kịp thời khép về và một lót. Không nói. Rất khó. Một pha tả xung hú đột của Thiên Tai với thế gồng kèm của đầu bạn. Tiếp tục là thi. Phối hợp của đội nhà báo. Sút không vào. Thì một lối rất tốt, phản công nhanh. Đây vẫn là thi. Thi tiếp tục. Hai người thi già suốt luôn, thi già. Mạnh quá. Khó. Oh.
Còn là một cú chuyền, lại là một cú chuyền siêu phẩm. Vâng, sau bàn thắng đó họ đã đổi tổ. Và với tổ này thì Team Restyle đã trở lại sân. Xích ghi bàn. Anh ơi, có hòa mắt với đồng đội đang đứng ở ngoài sân. Và căng bóng của Thi, căng lên. Pha chuyền không tốt. Thật tình. Pha đá biên, pha hợp đá biên nhanh rất tốt, nhưng tiền vệ của đội áo vàng không có một pha tiếp xúc không hề tốt và buông lên. Họ phải phản công 3-1. Wow, yes, pha kiến thiết rất tốt của Thi. Tại sao vậy? Có giày vừa giày gì là tài kiến tạo mà xuất loại em vô tài kiến tạo. Vẫn là Thi, lại là Bana đây các bạn. Tiếp tục. Ui, chuyền đi, tại sao? Ồ, pha sau kim double. Và siêu phẩm cho keeper. Double sai. Vẫn chưa có bàn thắng. Rất cố gắng. Siêu phẩm. Không chứ à. Cuối cùng cũng có bàn thắng rồi đó các bạn. Từ đầu trận tới giờ rất cố gắng. Ok, kết thúc trận đấu với đôi giày của Động Lực gửi tặng cho mình. Chogabola nha. Nay cũng có vài kiến tạo và một bàn thắng. Nếu em thấy hay nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Phạm Thi xin chào, like.